Cảm ơn quý vị đã không rời màn hình, và để tiếp tục câu chuyện với thầy Vũ Hoàng và thầy Đặng Ngọc Sinh. Thưa thầy, Thanh Giang thiết nghĩ là có thể mình sẽ yêu cầu các nơi trên thế giới gửi cho mình cái video clip trước cũng được, là mình vinh danh quý thầy cô nào đó và mình sẽ chiếu lên. Khi mà mình vinh danh các quý vị ở địa phương thì mình vinh danh luôn, không có được một cách trực tiếp thì mình làm gián tiếp như vậy cũng được. Được, có đó tôi được. Mình sẽ làm cái việc đó. Thế thì ngoài cái chính tả vào cuối tháng 12 này, rồi cái tiệc vinh danh các thầy cô, thì thưa quý hội đoàn còn có cái sinh hoạt gì nữa không ạ? Dạ vâng, thì ngay trong cái ngày 28, 27, 28, 29 tháng Giêng, thì trong cái hội chợ tới sinh viên của các em làm ở dưới Fairview đó, thì hàng năm là chúng tôi là ban đại diện các trung tâm Việt ngữ đó đều hỗ trợ cho các em mấy chục năm rồi. Có chúng tôi có một cái lều ở đó, thì chúng tôi tổ chức, năm nay chúng tôi tổ chức cho các em thi đố vui. Thi đố vui đây nó có bao gồm, mình nói thi đố vui thì nó có bao gồm nhiều cái tiết mục. Trường hợp như là cho các em nó thi đố sử địa, rồi hoặc là thi về sử huyền thoại, rồi sử chính sử. Vậy tất nhiên là cho các em nó thi, mới nói chúng tôi sẽ cho các em thi theo những cái tài liệu mà chúng tôi có ở trong cái bộ sách của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam California. Nó không khó, chúng tôi chỉ đây là một cái cuộc vui để vừa vui mà vừa nhắc cho các em cố gắng học hỏi về vấn đề sử của người Việt. Thành thử đây chúng tôi sẽ thi có 3 cấp tuổi, cũng giống như quý vị thấy đó, từ 9 tới 11, 12 tới 13, 14 tới 15, rồi 15 tới 17 tuổi, thì để cho các em nó thi luôn luôn, lúc nào cũng nhắc nhở các em phải cố gắng học về sử, nhất là sử nó rất là quan trọng. Nếu mà các em là một người Việt Nam mà không biết về sử đó thì tất nhiên là các em không có cảm thấy được cái tự hào của con người Việt. Chúng ta đã có trên 4.000 năm rồi, mà đừng có nói gì cả, chúng ta có bị 2.000 năm bắt thuộc và 100 năm bị lệ thuộc. Nhưng mà chúng ta không có mất tiếng nói, chúng ta không có mất cái văn hóa của chúng ta lúc nào cũng có giữ gìn được cái tiếng nói của ta, phải không mất được. Những cái nước khác đó, thì tôi thấy là họ chỉ trong vòng một vài năm thì tiếng nói của họ bị đồng hóa. Mà mình 2.000 năm từ Tàu, 100 năm của Nhật, của Pháp, mà mình không bị đồng hóa, cái tiếng nói mình vẫn là tiếng nói của người Việt Nam. Thì đó là một cái năm tàu thưa thưa thầy, 1.000 năm thầy nói 2.000 năm thầy, 1.000 năm của tàu. 1.000 năm, xin lỗi quý vị. Tôi nói hơi quá phải không? Tự hào quá phải không? Thành thử là 1.000 năm, vâng. 1.000 năm đô lệ giặc Tàu, vâng. 100 năm thuộc lệ của Tây. Thành thử là chúng ta không làm sao mà chúng ta đừng có để mất gốc. Hiện giờ đó có một cái khó của chúng ta hiện giờ đó, ở cái hải ngoại này đó, thì chúng ta có vỏn vẹn khoảng chừng 3 triệu 4 triệu người Việt rải rác khắp nơi, nhưng mà ở trong nước bây giờ có 95 triệu người, 95-96 triệu người, thì tiếng nói của họ bây giờ nó hơi khác với tiếng nói của ta, và có nhiều những cái tiếng cái từ đó thì chúng ta nghe nó cũng không biết. Thứ nhất là không biết, không hiểu, họ nói mình không hiểu. Và thứ hai, có nhiều cái từ họ dùng một tiếng thôi, một từ đó thôi, mà họ dùng cho nhiều cái trường hợp khác nhau. Từ thầy động từ cũng có, mà dùng danh từ cũng có, mà tính từ cũng có, nghĩa là họ dùng tùm lum tà lạ hết. Nói thật ra thế này, mình thấy là ở hải ngoại này có nhiều người lại nói là ôi cái tiếng này tiếng Việt Cộng, thì tôi xin nói là Việt Cộng không có tiếng. Tiếng là tiếng Việt mà thôi. Nên tôi xin khác định là thế này. Tiếng chúng ta dùng là tiếng Việt, tiếng của người Việt. Còn Cộng sản là chỉ là một giai đoạn lịch sử mà thôi. Thì hiện giờ trong nước tại sao mà chúng ta phải lo cái tiếng Việt mình ở ngoài mình. Đâu đây trong nước lo chứ mà lo gì. Nhưng mà ta thấy rằng hiện tại trong nước đó họ dùng không đúng, dùng không có đúng chỗ. Dùng rất là tùy tiện. Và có khi là nó làm cho nó nghèo tiếng Việt đi. Như quý vị khán giả đã theo dõi chương trình văn hóa giáo dục của chúng tôi, thì chúng tôi thường thường cứ nói đi nói lại, lâu lâu lại quý vị thấy là
lại nói chữ này chữ nọ, thì cái điều đó là cái điều tôi rất là ước muốn. Và như cụ Phạm Quỳnh có nói là tiếng Việt còn thì nước ta còn, dân ta là còn. Nếu tiếng Việt mất thì nước ta cũng mất, dân ta cũng mất luôn. Vậy thì khi mà chúng ta đi, trong cái anh em chúng tôi trong cái thành lập cái ban đại diện cái trung tâm Việt ngữ, bây giờ nó là liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại, là chúng tôi có câu hỏi bạn làm sao mà chúng ta du thầy Hoàng nói với chúng ta ở ngoài chỉ có 4 triệu thôi, nhưng phải làm sao giữ cái tiếng Việt của mình. Muốn giữ được á, thì chỉ một nhóm nhỏ anh em chúng tôi ở Nam Cali thì là rất là khó. Vậy rất là cái may mắn cho tổ tiên chúng ta có cái các nước họ cùng bắt tay chúng tôi. Thì hy vọng cái liên hiệp mà các trường Việt ngữ đây sẽ là một cái bức tường thành để mà củng cố lại, xây dựng lại cái ngôn ngữ tiếng Việt mình cho nó trong sáng, để mà lấy lại cái ánh sáng huy hoàng của tiếng Việt trước đây đã có. Như các cái thời nhưng mà chúng ta thấy rằng những cái án văn tiệc tác của chúng ta nó không mất đi. Chứ còn nếu mà chúng tôi không làm này á, thì như quý vị biết là trong nước bây giờ, trước đây quý vị thấy Bùi Hiền đưa ra một cái chữ rất là cải cách giáo dục, mà Bùi Hiền làm trưởng khoa ngôn ngữ dạy giảng dạy tiếng Việt tại Việt Nam, cái đó mới chết mình. Mà dạy như vậy làm sao? Do đó mà thôi thúc cho anh em chúng tôi phải làm cho được cái chuyện này, để mà làm sao con cháu mình. Chứ nếu mà theo cái chữ của Bùi Hiền hay là chữ của Hồ Ngọc Đại sau này đấy, thì con cháu mình nó động được. Mà dân Việt Nam mình như thời chúng tôi đây, các quý vị đây cũng trở thành mù chữ hết rồi, đọc không ra. Biết cái đó là cái mưu đồ của người ta hay như thế nào. Và giống như thầy Hoàng nói là mình, cô Thanh Giang nói là mình tự hào tiếng Việt. Đấy, cô Thanh Giang nhắc là 1000 năm. Tại sao? Tại sao 1000 năm mà chúng ta không bị đồng hóa? Thì chúng ta thấy là ông bà chúng ta rất rất là hay. Chắc là trong chương trình này thầy Dũng cũng nói, và chính bản thân tôi cũng nói, là ông bà ta trước kia không có chữ riêng như bây giờ, dùng chữ tàu, dùng chữ kia là, nhưng viết theo kiểu Việt Nam, đọc theo kiểu Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, tàu nghe không hiểu. Là nó có cái tên là chữ Nho là như vậy. Chứ tại sao thì đó là đại khái những cái tiếng điều. Nôm chứ thưa thầy. Tiếng nôm là nôm là nói dạ, thế vâng. Trước đó những cái văn bản các triều đại dùng chữ tàu. Dạ vâng. Tiếng nôm là từ khi mà sau này cái tiếng nôm. Vâng. Thì đời nhà Trần là mình có tiếng nôm. Cũng là dùng chữ tàu, nhưng mà ta dạ. Thêm bớt những cái phần thêm. Nó rất là rất rối. Nôm dạ. Là nam thôi, không có dạ. Cái gì hết. Tiếng dạ, nam vâng. Thôi. Dạ. Vâng. Thưa quý thầy, nói một cách thực tế là mình phải có sách giáo khoa thì mình mới hướng dẫn và mình chia sẻ được với các thầy cô dạy Việt ngữ, phải không ạ? Thì từ các thầy cô mới truyền tải được đến cho các học trò, học sinh. Thì thưa quý thầy, bộ sách giáo khoa của Liên hiệp các trường Việt ngữ hải ngoại bây giờ có được bao nhiêu cấp ạ? Và nếu mà các quý vị theo dõi chương trình muốn có được một bộ sách giáo khoa thì liên lạc với ai? Yeah, thưa cô Thanh Giang, thưa thầy Hoàng, là đáng lý cái này đúng rồi, để thầy Hoàng nói mà tôi méo mó nghề nghiệp chút xíu. Tôi nói hết chút này ạ. Dạ vâng. Sở dĩ mà tôi nói hết là như này, cái vấn đề sách giáo khoa, tôi là cái người mà làm trưởng khối tu thư lo cái bộ sách này cả tới nay là hơn 20 năm phải không ạ? Dạ. Thì từ cái buổi năm đầu rất là khó khăn, từ khi mà chúng tôi không có tiền mới đi mượn người này 5000-3000 mới in cái sách ra. Thì hiện thời cũng nói với quý vị khán giả cũng như cô Thanh Giang mừng là này bộ sách giáo khoa của mình hiện thời có là từ mẫu giáo cho đến lớp 7, đó là tương đối hoàn chỉnh. Tôi không dám nói là hoàn chỉnh, nhưng mà tôi dám là tương đối hoàn chỉnh. Và hiện thời á, đã được các học khu sử dụng làm cái sách giáo khoa dạy cho các em, các những cái trường mà có song ngữ Anh Việt tại Nam Cali này, như thầy Hoàng vừa nói là học khu Winchester, học khu Anaheim, học khu Garden Grove. Và nhiều sách đó, và cái sách giáo khoa đó thì quý vị thấy thì cái bảng ở trên đó thì trong đó là cái sách bài tập, thì
ngoài ra dạy học rồi còn dạy vẽ nữa, thì các em muốn vẽ con chim vẽ sao chúng tôi có trong đó. Và cái sách giáo khoa của ban đại diện có cái gì lạ thì cái điều khác là chúng tôi ngoài cái tiếng Việt, bên tiếng Việt có tiếng Anh rồi, ở dưới mỗi cái bài học đều có một câu ca dao tục ngữ, cái đó muốn truyền tải cái văn hóa của mình. Và hiện thời thì mình có được từ mẫu giáo trên lớp 7 là hoàn chỉnh in xong, và quý vị cần thì cứ liên lạc với chúng tôi trên cái thì sẽ là có sách, chúng tôi sẽ gửi đến tận nơi. Ngoài ra có một cái bộ sử Việt sử bằng tranh cũng được, nguyên tác là của nhà giáo Bùi Văn Bảo, ông gia đình cho chúng tôi hiểu đến lại, và sách đó là song ngữ, và chúng tôi in lớn hơn, đẹp hơn, màu mẹ đẹp hơn. Và đấy, còn ngoài ra thì có cái gì in sách là bổ túc. Dạ vâng, thì hiện giờ đó thì cái cuốn sách của chúng tôi như thầy xin trình bày đó thì nó đã có từ cấp mẫu giáo cho tới cấp 7, rồi chúng tôi có một cái bộ sử. Cái bộ sử đó thì gọi là có gì có 5 quyển, nó chưa có hoàn tất được. Bộ sử của ông Bùi Văn Bảo là đó, có gồm có 30 tập nhỏ, thì cứ 2 tập nhỏ đó thì chúng tôi đưa vào một cái tập lớn. Thì hiện giờ chúng tôi có được cuốn số 5, nghĩa là chúng tôi đã đưa được 10 tập vào trong đó rồi. Thì trong lúc 10 tập thì chúng tôi còn tới 20 tập nữa mà chúng tôi chưa có đưa vào trong cái size khổ lớn được. Thành thử là trong tương lai nếu mà chúng tôi có tiền, có vốn thì chúng tôi sẽ tiếp tục để làm công việc đó. Nghĩa là hiện giờ đã chuẩn bị có rồi. Dạ, nhưng thưa, mà chỉ có cách là bây giờ có tiền để mà đem đi nhà in lên thôi. Càng ngày cái giá tiền nó càng mắc. Giấy lên hơn và tiền công nó cũng hơn, bây giờ tất cả những cái gì nó cũng lên hết cả. Bây giờ đưa qua một lần y như vậy đó tốn tới 20-30 ngàn cho một cuốn thôi đó. Yeah. Thì tất nhiên là làm sao mà chúng tôi chịu nổi, thành thử đây chúng tôi phải từ từ thì chúng tôi mới có thể hoàn tất được 5 cuốn. Bây giờ lần sau thì hy vọng 5 cuốn nữa và từ từ chúng ta sẽ hoàn tất. Thưa thầy Hoàng, vấn đề thưa quý vị anh này, cái bộ sử thì chúng tôi đã coi như cái phần soạn bài layout rồi, chúng tôi đã hoàn tất đủ 15 quyển rồi. Nhưng bây giờ tôi không có tiền in thôi. Quý vị mong là chúng tôi trúng số hay gì đó có tiền chúng tôi sẽ in. Dạ, cảm ơn thầy Hoàng và cảm ơn thầy Sinh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Rất tiếc chúng ta không còn thì giờ nữa. Và hy vọng rằng khi quý vị nghe chương trình nói về Liên hiệp các trường Việt ngữ ở hải ngoại, quý vị sẽ tiếp tay cùng nhau chúng ta duy trì tiếng Việt cho trong sáng, cho chính bản thân chúng ta và cho con em chúng ta sau này. Công việc của quý vị, Liên hiệp các trường Việt ngữ ở hải ngoại, ngày một nhiều hơn chứ không thể nào mà ít hơn được. Cho nên nếu quý vị có muốn đóng góp hoặc là góp ý để cho tổ chức ngày một tốt đẹp hơn thì quý vị xin liên lạc về với số điện thoại là 714-797 bao nhiêu thưa ạ? 797 dưới gì nữa thưa thầy Hoàng? 714-881-9294. Dạ, 714-881-9294. Dạ thưa vâng. Quý vị để lại nhắn tin và đại diện của Liên hiệp các trường Việt ngữ sẽ liên lạc lại với quý vị. Một lần nữa cảm ơn thầy Vũ Hoàng, cảm ơn thầy Đặng Ngọc Sinh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Yeah, xin cảm ơn cô Thanh Gia, xin cảm ơn quý vị khán giả đã bắt thì theo dõi buổi nói chuyện của anh em chúng tôi. Xin kính chào quý vị và xin gặp lại lần tới. Dạ vâng, tôi cũng cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chúng tôi trình bày cùng quý vị trong một vài phút vừa qua. Hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong một ngày gần đây.